Thực hiện chỉ đạo của thành phố Hứa, những ngày qua, ngành y tế quận Cổ Hành Sơn đã nỗ lực tận dụng 7 ngày vàng để lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình trong toàn dân. Với cách thức tổ chức khoa học lấy mẫu đúng đối tượng, không để sót hộ gia đình nào. Theo đó, lực lượng y tế quận Ngũ Hành Sơn đã huy động 60 nhân viên y tế để lấy mẫu, chia thành 10 tổ, mỗi tổ 6 người. Việc lấy mẫu được triển khai theo đúng tinh thần ai ở đâu thì ở đó, Người dân không cần đi xa khu vực sinh sống để lấy mẫu, nhân viên y tế đã đến từng tổ dân phố tại các phường trên địa bàn quận để việc lấy mẫu cho từng người dân gói gọn trong khu vực, tránh tình trạng lây nhiễm chéo. Nhờ có sự hỗ trợ và phối hợp nhịp nhàng của chính quyền địa phương nên việc lên danh sách, gọi người ra lấy mẫu, hướng dẫn người dân được thực hiện thuận lợi, đảm bảo việc giãn cách giữa người dân với nhau và người dân với nhân viên y tế lấy mẫu trong hai đợt vừa qua thì chúng tôi đã tập trung tất cả các lực lượng để mà hỗ trợ cho công tác xét nghiệm cho đạt được 100% tất cả các hộ gia đình. Qua hai đợt, quận ngũ hành sơn đã lấy mẫu cho trên 50.000 lượt đại diện hộ gia đình, đạt 100% kế hoạch. Qua đó phát hiện 5 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó có 4 F0 có nguồn lây like từ chợ đầu mối Hòa Cường và 1 F0 không rõ nguồn lây. Like. Ngành y tế quận và các phường đã kịp thời khoanh vùng truy vết và cách ly y tế, giảm số lượng ca dương tính trong cộng đồng.